Xin chào cho tất cả các bạn. An đã quay trở lại và nay An phản hồi feedback của chị Hồng Nguyễn sau khi sử dụng cao dán tắc tia sữa An nhá. Mình kéo lên này, các bạn thấy này, lúc 15 giờ, lúc 15 giờ ngày 12 tháng 7, chị Hồng Nguyễn có kết bạn với mình và hai chị em bắt đầu hỏi về cái tình trạng bệnh. Thì chị có nói là cho mình hỏi dán cao này thì khoảng bao lâu hết sưng và đau. Là lúc đó là chị sẽ bắt đầu chị lúc là 5:30 nha. Chị Hồng thì không cho bé bú gì hết đó các bạn. Chị chỉ hút sử dụng máy hút sữa đó thôi. Thì mình có trả lời chị này, thường thường á, khi mà các bạn dán á, thì thường thường trung bình á, để mà hết đau á, giảm đau á, thì sẽ 1 trong 3 tiếng dán. Tuy nhiên để mà cái tình trạng cục cứng viêm tuyến sữa của mình để mà khỏi á, thì nó tùy nha các bạn. Đối với trường hợp mới chớm và cái tình trạng cục cứng nó chưa sưng nhiều và nó chưa có cứng nhiều á, thì các bạn dán trung bình cho 2 đến 3 ngày là cái tình trạng viêm tắc của mình sẽ khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên nếu mà cục cứng nó lâu rồi và cái tình trạng nó sưng rất là to thì cần phải có thời gian thêm để thuốc thấm và điều trị khỏi hoàn toàn. Nên là các chị khi mà dán á, thì cố gắng làm sao đó để tới khi là khỏi hoàn toàn hết giúp An thì chúng ta mới tháo cao dán ra nhé. Chị nói này, người em cứ mệt mỏi và ớn lạnh là do cái cục đó hả chị? Thì thực ra khi mà viêm tắc tuyến sữa thì người sẽ, khi mà mình bị viêm, mình sẽ bị sốt là 1 này, đau là 2 và mệt mỏi và ớn lạnh lắm nha các bạn. Chị còn nói là em không hiểu sao mà cứ bị như vậy hoài à. Em cứ kêu người về thăm rồi uống bồ công anh rồi lại bắt đầu bị lại. Dạ, yeah. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 7 lúc 11 giờ thì chị nhắn tin cho em, chị hỏi là chị chỉ mình cách gỡ cao dán nha. An có hỏi chị là chị đã khỏi chưa, thì chị nói là mình thấy hết nhức và không thấy cọc to nữa, tức là không thấy cái cục viêm của mình còn nữa, tức là chị đã hết nhức và cũng không thấy cục viêm nó còn nữa, tức là nó lúc này nó tan hết rồi đó các bạn. Thì lúc này chúng ta có thể tháo ra. Thì khi mà tháo cao ra thì các bạn nhớ nhá, cao thì thường thường nó dán chặt với vùng ngực của mình á. Khi tháo ra thì các bạn nhớ là lấy một cái khăn ướt á, thấm nước ấm nhá. Nước ấm già một chút xíu, sau đó mình chườm lên để cho cao nó tan ra, để cho dễ gỡ ra. Và khi gỡ ra rồi, nếu như mà còn ít cao mà dính trên da á, thì các bạn lưu ý là mình có thể lấy bông gòn thấm dầu dừa và mình lau cho sạch nhá. Thì đây là feedback của chị Hồng Nguyễn, là từ lúc chị sử dụng là lúc 11 giờ ngày 13 tháng 7 tới hôm nay là ngày 15 tháng 7 thì tình trạng của chị đã khỏi rồi. Cho nên là đây là mình sẽ tiếp tục làm những cái feedback tiếp theo để mọi người khi mà sử dụng cao dán tắc tia sữa thì sẽ hiểu hết về sản phẩm cao dán tắc tia sữa An nha. Chúc tất cả các chị mau khỏi bệnh và hẹn gặp lại.